Khai phong phủ bao đại nhân. Tăng 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 tà ra tăng 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 tà ra tăng 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 tăng. Quan quá bao đại nhân ơi, quan quá bao đại nhân ơi, quan quá bao đại nhân. Nhà ngươi kêu quan có chuyện gì? Con giết mẹ vợ. Ha, cứ làm sao nhà ngươi giết mẹ vợ? Noel á, con qua chở người yêu đi chơi, mẹ nó không cho, con giết luôn. Con tuần tiến sinh, ông học đồng hiểu nhiều, ông giải viết dũng tôi đi. Dạ. Bị cáo Kim Sư Đụ, vào ngày 25 tháng 12 nhân dịp Noel, bị cáo có hành vi rủ người yêu đi chơi, nhưng vì lý do mẹ vợ cấm cản nên bị cáo đã ra tay sát hại khiến cho mẹ vợ tẩu hỏa nhập ma. Hành vi này khiến cho bọn Mao lên cơn cua chuột, đau da tối đa, nên bọn Mao tuyên án cho Kim Sư Đụ cố ý bị hạ, hành vi tiêu cực, treo mái, rời trận. Cái cách của bọn Mao là cái cách của bọn Mao, không chỉ... Nhà ngươi giết người không nhắm mắt, tội của ngươi không thể tha được. Lên máu ông nội ơi. Người đâu? Dạ. Long đồ đao. Dạ. Hạ lệnh. Dạ. Dạ. Cũng tôn trương sinh à Lan Bốc. Chạp. Dạ. Cũng tôn tiên sinh. Dạ. Ta và người đi thông báo cho ba mẹ vợ biết, đừng nên đối xử con nghệ như vậy. Dạ. Nhóm mốt trôi ngày ni vậy đã mai miết thả mai miết nhóm mơ mộng tiết cày này mà cày này đâu phải xa ai bờ tha tránh lên ốp đây ai chính chê mai miết nhóm bờ tân thả khăn nét ná thả cách đời liền thả cách dưới động kia dưới động kia bao kể quay bờ tha hoạt mình toán bóng lơi trôi bệt tiệc mai mệt nhóm mục thứ dạng xa bờ tha thân đây năm bay mình ỏi xí bờ tha thân cồn ô cồn chiến quay lên mai mệt nhóm bờ tha đã thâm xí à hương châu tiếp nhông tha cánh mình chơi nghe quẻ nghe què nghe què mày miết bà tha không đầy đắm bay mình ơi gì hỏa tao chào mày ơi chào mày 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 chào mày